nhằm tạo không khí vui tươi phấn khởi có ý nghĩa thiết thực đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực Rạch Giá tỉnh Kiên Giang và phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm 155 năm anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh năm 1868-2023. Tối qua, ngày 10 tháng 10, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Rạch Giá tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Rồng. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Rồng là một hoạt động nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống lịch sử dân tộc và cũng là sân chơi hữu ích cho những người đam mê Lân Sư Rồng. Tham gia biểu diễn năm nay có 13 đơn vị đến từ các đơn vị trong và ngoài tỉnh. Các đơn vị sẽ biểu diễn với 3 nội dung như trống hội, lân địa bửu, mai qua thung, rồng chính khúc. Thì em đến đây tham dự lễ hội Nguyễn Trung Trực là cũng nhiều năm rồi, thì hôm nay em về phục vụ cho bà con. Đây là biểu diễn bài nhảy mèo thung là Nam Sư lên núi Hái Linh Chi, dựng núi Hái Linh Chi, và bài thứ hai là múa địa bửu. Em mong muốn rất rằng là ở tỉnh Kiên Giang mình là phát triển phong trào là nghệ thuật biểu diễn Lân Sư Rồng này là càng ngày càng phát triển thêm. Thì kỷ niệm là 155 năm ngày mất của cụ Nguyễn Trung Trực, thì đoàn có góp một với một biểu diễn là Lân Sư vượt Trường Sơn Hái Linh Chi dân cụ. Thì con cũng mong là các anh em trong giới Lân Sư Rồng thì cũng cố gắng phát huy sở trường này nhiều hơn. Cũng chính chúc là chương trình thành công tốt đẹp. Chương trình biểu diễn nghệ thuật Lân Sư Rồng là hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao mang tính truyền thống của thành phố Rạch Giá, được tổ chức thường xuyên mỗi năm vào ngày lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Đây là dịp để thành phố Rạch Giá giới thiệu tới các đoàn Lân Sư Rồng của tỉnh bạn về hình ảnh và con người Rạch Giá hiền hòa, mến khách. Trong năm nay thì phần biểu diễn của 13 đơn vị đoàn Lân Sư Rồng, trong đó thì có thể là kể đến một số cái đơn vị ngoài tỉnh như ở tỉnh Đà Nẵng, thành phố Đà Nẵng, rồi kể cả ở An Giang, Châu Phú, và đặc biệt nhất là ở Đồng Tháp cũng có rút một phần các cái đoàn về đây để tham gia biểu diễn. Thì đó cũng là một phần để góp vào cái việc thành công tổ chức lễ hội anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực. Chương trình biểu diễn đoàn Lân Sư Rồng được chia làm hai đêm biểu diễn, tối ngày 10 tháng 10 và 11 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 26 và 27 âm lịch vào lúc 19 giờ.